Mụn bọc, mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn ẩn luôn là nỗi ám ảnh của các anh chị em. Mụn khiến nhan sắc và khuôn mặt của chúng ta trở nên tệ hại, trở thành sự tự ti thường trực mỗi ngày. Có rất nhiều phương pháp để trị mụn, một trong số đó là cách trị mụn bằng trứng gà. Đây là cách trị mụn vừa tiết kiệm lại hiệu quả, không lo hóa chất. Nếu bạn chưa biết đến phương pháp làm đẹp này thì đừng bỏ qua video sau đây của chúng tôi nhé. Cách thứ nhất, trị mụn bằng trứng gà và mật ong. Mặt nạ trị mụn bằng trứng gà và mật ong sẽ giúp se khít lỗ chân lông, giảm nếp nhăn hiệu quả. Công dụng dưỡng ẩm của mật ong sẽ giúp cho làn da trở nên mịn màng hơn và bóng khỏe hơn. Nhờ khả năng kháng viêm tốt, trứng gà mật ong sẽ đẩy lùi mụn đầu đen hiệu quả. Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị: nguyên liệu đầu tiên là một lòng trắng trứng gà. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Thứ ba là 1/2 quả chanh tươi. Các bạn thực hiện như sau. Bạn sẽ cho một thìa mật ong nguyên chất vào bát lòng trắng trứng. Thêm một thìa nước cốt chanh. Trộn đều hỗn hợp và đánh bông lên đến khi nào hỗn hợp hòa quyện vào nhau là được. Với hỗn hợp này, bạn hãy thoa lên da và giữ trong 20 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Lưu ý là khi sử dụng lại mặt nạ này, trứng sẽ khô lại, rất cứng và khó để rửa. Do đó, bạn hãy rửa sạch từ từ để tránh làm tổn thương da mặt. Cách thứ hai, trị mụn cám bằng trứng gà và chanh tươi. Chanh có chứa axit nhẹ giúp tẩy sạch bụi bẩn trên da và làm sáng da. Từ đó lỗ chân lông được làm sạch tận gốc, tiêu diệt mụn cám. Hơn nữa khả năng trị thâm mụn cũng rất tốt nếu bạn sử dụng đều đặn mặt nạ trứng gà, chanh tươi. Để thực hiện phương pháp này vô cùng đơn giản, bạn sẽ cần một lòng đỏ trứng gà và 1/2 quả chanh tươi. Cách để bạn thực hiện như sau. Bạn sẽ vắt lên nước cốt của 1/2 quả chanh cho vào bát lòng đỏ trứng gà. Nhớ vỏ hạt đi bạn nhé. Hãy trộn thật đều tay cho hai nguyên liệu này có thể hòa quyện vào với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Với hỗn hợp này thì đầu tiên chúng ta cũng rửa thật sạch mặt. Sau đó thì thoa đều hỗn hợp lên da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào bên trong da. Sau 15 phút thì rửa lại với nước sạch là được. Các bạn biết không, trứng không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, mà nó còn có thể giúp bạn trị mụn, nuôi dưỡng làn da sáng mịn, hồng hào. Như vậy là trong video vừa rồi chúng tôi chia sẻ với các bạn hai cách để sạch mụn, trắng da bằng mặt nạ trứng gà, rất đơn giản, an toàn và tiết kiệm. Hy vọng video của chúng tôi sẽ hữu ích với các bạn.